Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cái cách làm bánh khoai tây chiên giòn, hay còn gọi là snack khoai tây. Và để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 2 củ khoai tây. Và 2 củ khoai này thì nó có trọng lượng là 300g. Và mình cũng đã sơ chế rồi, mình có gọt bỏ đi vỏ và mình có rửa thật là sạch rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đem khoai tây này đi cắt nhỏ ra nha. Khoai tây thì mình cắt cỡ từng này ha, để khi mình luộc thì khoai nó sẽ mau chín hơn. Giờ thì mình sẽ cho khoai vô nồi và mình sẽ bắt đầu đi luộc nha. Và mình sẽ luộc cái chỗ khoai này trong vòng từ 10 đến 15 phút. Khi khoai đã chín mềm á thì bây giờ mình sẽ vớt khoai ra. Và mình sẽ bắt đầu nghiền khoai trong lúc khoai còn nóng luôn. Mình sẽ sử dụng một cái nĩa nè, để mình nghiền nó sẽ dễ hơn đó. Các bạn có thể sử dụng một cái vá hoặc là một cái chài gì cũng được hết nha. Mình sẽ nghiền mịn nó ra. Mình nghiền xong rồi nè các bạn. Khi thấy khoai của mình á, nó bắt đầu dẻo và nó mịn như vậy nè. Như vậy là được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đi trộn bột nha. Để đi trộn khoai thì mình sử dụng ở đây là bột kẹo. Mình dùng là 2 muỗng canh. Mình xúc cái muỗng nó hơi đầy đầy một xíu ha các bạn. Tiếp tục thì mình sử dụng ở đây là bột bắp. Bột bắp thì mình sử dụng khoảng 1 muỗng thôi. Và đường. Đường thì mình cũng dùng là 2 muỗng canh luôn. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn á, thì các bạn có thể cho thêm nha. Và cuối cùng là bột baking soda, hay còn gọi là muối nở. Mình sử dụng ở đây là 1/2 muỗng cà phê. Nếu mà các bạn không có loại này á, thì các bạn không cần cho vào cũng được nha. Tiếp theo á, thì mình sẽ dùng cây vét bột. Và mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp bột này lên. Và mình trộn bột đến khi bột nó dẻo lại và nó đặc lại như vậy nè. Và khi mình sờ tay vào á thì bột của mình nó không có dính tay như vậy nè các bạn. Bột như vậy là được rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đem bột lên đi tạo hình nha. Trước tiên thì mình sẽ xe dài cái cục bột này ra. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ lại. Mình cắt khúc như vậy nè. Về một khúc như vậy thì mình cắt khoảng 1cm nha các bạn. Và để tạo hình cho cái miếng khoai tây của mình á, thì ở đây mình sẽ dùng cái nĩa. Mình sẽ thoa đây một ít bột khô. Và mình sẽ dùng cái nĩa mà mình ấn xuống như vậy nè. Ấn như vậy nè các bạn. Nghĩa là đơn giản luôn ha các bạn. Ấn xong á thì nó tạo ra một cái đường gảnh sâu, nhìn rất là đẹp luôn nè. Với cách làm này thì nó rất là đơn giản, thì các bé cũng có thể làm được nữa đó. Và nếu có dịp thì các mẹ hãy cho các con làm thử món này nha. Tạo hình bánh xong thì bây giờ mình sẽ đem bánh đi chiên. Khi thấy dầu sôi quanh đũa như vậy nè, như vậy là các bạn có thể đem chiên được đó. Giờ thì mình sẽ thả bánh cho vào. Và lúc này thì mình sẽ chiên với lửa vừa. Và các bạn nhớ điều chỉnh lửa, để không thôi bánh của mình sẽ bị vàng và sẽ bị khét nha. Nè các bạn nhìn nè, khoai tây mình cho vào xong thì nó nổi lên liền luôn. Lúc này nó đã phồng lên rồi nè các bạn. Nó phồng rộp lên rồi nè. Nhìn rất là đẹp ha. Và các bạn nhớ chở đều liên tục.
để cho cái mặt khoai tây thì nó được vàng hơn, nên nó phồng to lên rồi nè các bạn. Rất là dễ nha, giống như là cái bánh tiêu mini vậy đây các bạn, nhìn rất là đẹp. Khi khoai tây bắt đầu vàng giòn và nó ngả màu vàng như vậy nè các bạn, giờ thì mình sẽ vớt ra nha. Nè các bạn nhìn nè, nó vàng ươm luôn, nhìn rất là đẹp ha. Giờ thì mình sẽ cho qua lớp giấy để thấm dầu. Và tiếp tục á, thì mình sẽ chiên tiếp những cái còn lại luôn. Mình chiên đến khi nào hết bột nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món ăn này nè các bạn. Nè các bạn nhìn nè, nhìn cái đĩa khoai tây chiên giòn của mình á, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn ha. Nó có màu vàng ươm rất là đẹp. Các viên khoai tây á thì nó phồng xốp lên, bên ngoài á thì nó giòn gụm luôn. Giờ để mình cho các bạn coi cái độ giòn ha. Nè các bạn, nó rất là giòn luôn. Giờ để mình xé ra cho các bạn xem mấy bên trong ha. Viên khoai tây á thì bên ngoài rất là giòn, bên trong á thì cái ruột nó rất là mềm, rất là xốp ở bên trong luôn. Khi mình ăn vào á thì nó béo béo thơm thơm, ăn rất là ngon. Và các mẹ có thời gian đó thì các mẹ hãy làm cho các con thử nha, mình đảm bảo á thì các bé sẽ rất là thích luôn. Như vậy là đến đây mình cũng đã làm xong món khoai tây chiên giòn này rồi. Và mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.